Hồng Loan và Hiếu Nghĩa kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu với sự đồng hành của Sài Gòn Co-op. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị những thông tin mua sắm hữu ích, đặc biệt là những trải nghiệm rất thú vị tại nhà máy chế biến nông sản sạch thành các loại nước uống và thực phẩm an toàn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, nếu có dự định sẽ đi siêu thị Co-op trong thời gian này thì quý vị đừng bỏ qua một số gợi ý ngay sau đây của Mua gì ở đâu giúp tăng điểm thưởng tích lũy khi mua hàng. Chương trình ưu đãi thành viên thêm 1000 điểm thưởng dành cho các khách hàng bạc, vàng và bạch kim khi mua sắm tại hệ thống siêu thị Co-op, Co-op Extra, Co-op Food và Co-op Smile từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Khi mua bất kỳ sản phẩm nào của thương hiệu Apple và Việt Sinh như cá, tôm viên, há cảo, quý khán giả sẽ được nhân 4 hoặc nhân 6 điểm thưởng. Đặc biệt, điểm thưởng sẽ được nhân 8 khi quý vị khán giả mua nước mắm Nam Ngư Phú Quốc chai thủy tinh. Bên cạnh đó, từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6, khi mua sắm tại Co-op Max và Co-op Extra, quý khán giả đừng quên sử dụng túi môi trường Co-op Max. Việc này không chỉ góp phần hạn chế rác thải, bảo vệ môi trường, mà còn giúp quý vị có cơ hội được cộng thêm 5 điểm thưởng vào tài khoản thẻ khách hàng. Thưa quý vị, vừa qua việc đặt cược thể thao đã chính thức được đưa vào luật. Tuy nhiên, quý khán giả cần lưu ý là cho đến thời điểm này, mọi hoạt động đặt cược bóng đá tại nước ta vẫn là bất hợp pháp. Cụ thể, công dân Việt Nam từ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật đều có thể tham gia đặt cược. Mức đặt cược tối thiểu một lần là 10.000 đồng và tối đa là 1 triệu đồng một ngày cho một sản phẩm đặt cược. Các trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá thế giới gọi tắt là FIFA phê chuẩn. Không tham gia các cược vào những cái giải đấu mà được Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đồng ý công bố thì xem như đó là một cái hoạt động về đánh bạc, thì người ta có nguy cơ sẽ bị khởi tố với cái tội danh là tội đánh bạc, có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tù. Bên cạnh đó, người ta còn bị phạt một cái khoản tiền là từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Quý khán giả chủ động nắm bắt thông tin, tuyệt đối không vội vàng đặt cược qua các kênh cá cược vi phạm pháp luật, đặc biệt là khi vòng chung kết bóng đá thế giới 2018 đang diễn ra. Thưa quý vị, sau những trận mưa đầu mùa, tại nhiều nơi trên cả nước, người dân đã tiến hành thu hoạch các loại nấm mọc tự nhiên. Và nếu có dịp đi đến vùng đất Thừa Thiên Huế trong những ngày này, quý khán giả của Mua gì ở đâu đừng quên thưởng thức hương vị rất lạ của một loại nấm khá đặc biệt có tên là nấm tràm. Đến hẹn lại lên, sau những cơn mưa đầu mùa, người dân Huế lại đổ về các khu vực rừng để thu hái nấm tràm. Sở dĩ nấm có tên gọi là nấm tràm vì chúng thường mọc trên lớp lá mục trong rừng tràm. Nấm có tai hình tròn, màu tím nhạt. Nấm tràm không giòn như nấm mèo, không ngọt như nấm rơm và cũng không có giá cao như nấm mối. Nhưng nấm tràm lại được nhiều người yêu thích bởi độ dai cũng như vị hơi đắng đắng. Theo đông y, nấm tràm còn là vị thuốc chữa được mỏi mệt, cảm cúm, nhức đầu. Vị đắng có tác dụng thanh nhiệt, giải độc. Hiện nấm tràm được bán với giá từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng một kg. Mình rất là thích ăn loại nấm này vì nó là ăn là nó đắng đắng, nhưng mà khi mà ăn xong á thì nó ngọt, có cái là khi mà có cái đặc biệt là uống nước vô là bó tay, rất là đắng. Nấm tràm có thể chế biến thành nhiều món ngon như nấu cháo, xào hay nấu canh. Tuy nhiên, quý khán giả cần phải gọt sạch lớp vỏ và ngâm nấm tràm với nước muối, sau đó luộc kỹ với nước sôi để giảm độ đắng của nấm. Bên cạnh đó, quý khán giả cũng cần lưu ý kiểm tra kỹ trước khi sử dụng nhằm tránh lẫn lộn nấm tràm với các loại nấm độc. Thưa quý vị, hiện nay những sản phẩm được chế biến từ nông sản khá là đa dạng, từ các loại nước ép trái cây cho đến các loại tương, bơ hay là nước sốt đóng chai. Những sản phẩm này ngày càng được nhiều người sử dụng bởi vì sự tiện dụng của chúng. Không biết là anh Nghĩa có bao giờ thắc mắc là người ta đã làm như thế nào để có thể giữ được hương vị cũng như độ tươi ngon và chất dinh dưỡng của những sản phẩm này hay không? Cũng có, anh cũng có thường là không biết là làm sao người ta có thể làm được như vậy. Và theo như Hiếu Nghĩa tìm hiểu thì cũng chỉ được biết là những nhà sản xuất đã áp dụng các công nghệ hiện đại, chứ còn cụ thể như thế nào thì có lẽ là chúng ta phải tìm hiểu thêm. Vậy thì ngay sau đây, mời anh Nghĩa cũng như quý vị khán giả cùng theo dõi quy trình chế biến những loại nông sản sạch để cho ra đời các sản phẩm mà chúng ta vẫn thường dùng hàng ngày.
Quý vị khán giả thân mến, trong những ngày hè oi bức như thế này, việc lựa chọn cho mình một ly nước trái cây như thế này thật sự là rất cần thiết đúng không ạ? Vậy làm thế nào để có thể xác định được những loại nước uống cũng như là các sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng đảm bảo về vấn đề sức khỏe? Và chắc hẳn để trả lời cho câu hỏi vừa đặt ra thì Hải Triều cũng như ekip thực hiện chương trình sẽ có một chuyến tham quan tại nhà máy sản xuất Golden Farm để có thể xem rằng quy trình chế biến nông sản cho ra đời các nước uống cũng như là thực phẩm an toàn hợp vệ sinh. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Hải Triều đang có mặt tại nhà máy sản xuất của Golden Farm và để có thể hiểu rõ hơn về các nguyên liệu cũng như là dây chuyền sản xuất như thế nào để ra được các sản phẩm của Golden Farm thì xin được mời quý vị chúng ta cùng làm quen với một nhân vật là đại diện của Golden Farm quý vị nha. Xin chào anh Mạnh. Xin chào Hải Triều, mình là Cao Hùng Mạnh, là đại diện kỹ thuật công ty Cánh Hồng Vàng, thương hiệu Golden Farm. Xin mời Hải Triều tham quan công ty. Không biết là tất cả những nông sản ở đây đang có là mình nhập từ đâu về anh? Dạ, nguyên liệu ở công ty em được lựa chọn rất là kỹ càng, là chủ yếu là đặc sản ở mỗi vùng. Vì trước khi thu mua thì công ty em sẽ cho bộ phận nguyên liệu và bộ phận thu mua xuống tại vườn á, xuống tại vườn để kiểm tra thổ nhưỡng ở đây và xem có độc tố trong sản phẩm hay không. Những cái điểm mà nổi bật trong cái quy trình sơ chế của mình tại nhà máy của mình là gì ạ? Cái dụng cụ dùng để sơ chế thì luôn để trên 3 lít nhựa và đặt 3 lít gạo 50cm và luôn để cách tường 30cm và luôn được sát khuẩn bằng unit chlorine. Về lựa chọn trái cây thì lựa chọn theo vùng miền và theo mùa vụ. Ví dụ như là chanh dây, anh có thể thấy là về lựa trái to tròn, căng mọng và không bị dập. Chính tới đúng không? Dạ đúng rồi. Okay. Đây là công nhân cắt gọt. Khi người ta cắt hai vỏ ra thì cái phần hạt đó người ta lấy bên bề như thế nào không? Cái hạt đó thì mình móc ra rồi mình sàng lại, lọc lại cái nước cốt. Dạ, lấy cái nước cốt để mình sơ nấu hàng chế biến. Có là khi mình nấu thì mình có thêm nêm nếm những cái gia vị? Dạ, có anh, đó theo công thức của công ty. Wow. Dạ. Nhưng mà em hỏi là ví dụ như là để một cái chai nước đóng nhựa như chai nước nhựa của mình đóng á, dạ, thì sẽ có bao nhiêu phần chanh dây này? Dạ, 50-60% chanh dây nè, nước cốt chanh dây. Ở bên đây em thấy có cà chua. Yeah. Yeah. Có này, cà chua này cũng sẽ được lấy từ đâu anh? Cà chua này được lấy ở Đà Lạt đây. Trái căng mọng mà tròn đều, nhiều thịt, mà thịt có màu đỏ rất là ngon. Với cà chua này thì ở bên cơ sở mình sẽ sản xuất ra sản phẩm gì anh? Dạ, đây là sốt spaghetti. Dạ, sốt mì Ý anh. Cái đó là có sốt nấm và sốt cà như này là dành cho người ăn chay nữa. Dạ. Yeah. Yeah. Mà khi mà tất cả những cái nông sản ở đây của chúng ta được sơ chế xong thì mình bước tiếp theo là gì anh Mạnh? Là tất cả nguyên liệu đây chế biến xong á, thì mình sẽ đem qua bên phòng nấu theo mô hình khép kín, nấu và chiết rót và đem đi đóng thành phẩm. Bây giờ mình sẽ dẫn Hải Triều qua đấy xem sao. Dạ, cảm ơn. Đây là phòng sản xuất theo mô hình khép kín. Mô hình khép kín. Đúng rồi, đây là công nhân đang sản xuất nấu bằng máy, tất cả đều bằng nấu bằng nồi áp suất. Cái sức chứa đó là bao nhiêu anh? Nhiều nhất là 1 tấn 2. Mỗi một máy như vậy là 1 tấn 2? Đúng rồi, một máy là 1 tấn 2. Thông thường thì mình nấu cái sản phẩm của mình là bao lâu thì được anh? Trung bình là khoảng 3 tiếng. 3 tiếng. Nấu bằng áp suất thì nó sẽ không mất mùi. Sau khi nấu xong thì mình sẽ đến công đoạn là chiết rót. Mời Hải Triều qua công đoạn chiết rót. Dạ. Mình cùng xem thử. Khi là sơ chế xong thì mình tới nấu. Đúng rồi. Là chiết rót. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là máy chiết rót. Khi chai của mình sẽ bỏ vào đây và nó chạy qua cái chiết rót siro vào. Đúng rồi, có sẵn vào. Siro là có sẵn ở trên cái bồn rồi. Sẽ bơm vào trong cái chai tới một cái mức nhất định và sẽ cho chạy ra băng tải và sau qua chiết nắp rồi để đóng gói. Có nghĩa là nó theo một cái dây chuyền. Đúng rồi, theo một cái dây chuyền. Chiết rót xong qua dây chuyền bên kia. Đúng rồi. Một ngày thì cái máy này có thể chiết rót bao nhiêu sản phẩm anh? Một ngày cái máy này chiết rót được khoảng là 3.000 chai. Sản phẩm sau khi chiết rót xong mình đóng nắp rồi mình sẽ đem qua bên máy dán nhãn bên này. Khi ra khâu dán nhãn thì sẽ có một đội ngũ QC kiểm tra lại chất lượng của nó nữa, rồi mình mới đem ra thị trường cho nó chắc chắn. Quy trình sản xuất của nhà máy Golden Farm với công nghệ hiện đại của châu Âu, các sản phẩm được sản xuất với quy trình khép kín một chiều, đi từ công đoạn sơ chế nguyên liệu cho đến thành phẩm. Cùng với đó là hệ thống chiết rót dây chuyền khép kín, tránh sự xâm nhập của vi sinh vật bên ngoài. Hệ thống công nghệ nấu áp suất, nguyên liệu được làm chín dần trong chân không nên luôn giữ nguyên được hàm lượng chất dinh dưỡng thơm ngon từ rau quả.
Sau khi mình dán nhãn thì mình sẽ về kho thành phẩm này, và trên kho thành phẩm này sẽ chứa 10 loại sản phẩm. 10 loại sản phẩm. Mỗi nhóm thì được chia ra mỗi khu khác nhau tùy theo sản phẩm. Còn đây là mứt, sản phẩm mứt, mứt trái cây có chứa 50-60% là mứt trái cây. Cho em hỏi là khi mà cái sản phẩm mình ra thị trường bên ngoài á, thì mình có đảm bảo theo một cái quy chuẩn hay là một cái chất lượng nào đó không? Sản phẩm của Farm ra thị trường thì đạt theo tiêu chuẩn ISO quốc tế 22000 năm 2007 và được sản xuất theo mô hình khép kín và có bộ phận KCS với QC kiểm tra và lấy mẫu đi kiểm nghiệm theo quy định của nhà nước. Còn bên đây là bơ đậu phộng, trong đây là không có độc tố aflatoxin, mình đã xét nghiệm theo dõi rất là kỹ càng. Còn đây là siro, sản phẩm siro, và siro này có thêm một dòng mới, đó là siro trà sữa để chuyên sản xuất cho trà sữa. Còn đây là trái cây sinh tố, cái này dòng này có 15 loại. Tất cả sản phẩm Golden Farm là nói chung là không dùng đường hóa học, toàn dùng đường mía. Tại vì cái đường cách phân biệt rất là dễ, đường mía thì có vị thanh ngọt tự nhiên, còn cái đường hóa học thì nó bị gắt với nhẵn đắng. Em cảm thấy là các sản phẩm của mình khá là đa dạng, thì không biết là người tiêu dùng muốn lựa chọn sản phẩm của mình thì có thể mua ở đâu ạ? Người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm Golden Farm thông qua siêu thị Co.Mart, Co.Eta và Co.Food để mua sản phẩm này. Ngoài cái phân khúc tại thị trường Việt Nam thì không biết là sản phẩm của mình đã được ra nước ngoài chưa? Sản phẩm của Golden Farm ra một số thị trường nước ngoài như là Philippines, Hàn Quốc, Nhật Bản và Campuchia. Một lần nữa đại diện ekip chương trình cảm ơn anh đã có những cái chia sẻ cho tất cả quý vị khán giả có thể có cái nhìn chung hơn về quy trình chế biến và sản xuất các loại nước uống cũng như là thực phẩm tại Golden Farm, và quý vị lại có thêm một địa chỉ uy tín lựa chọn cho các sản phẩm đáp ứng đủ dinh dưỡng cũng như là các loại nước uống giải khát trong ngày hè. Còn giờ phút này thì xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn nhãn hàng Sài Gòn Co-op đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị có thể theo dõi thêm chương trình của chúng tôi thông qua kênh Facebook hoặc là YouTube. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 6 giờ sáng mai cũng trên kênh HTV7.